Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, căn cứ vào thực tiễn của địa phương, Hưng Yên đã chủ động triển khai với cách làm chắc chắn, bài bản, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã tổ chức sắp xếp thu gọn giảm 30 đầu mối của 12 đơn vị. Đồng thời, ngành y tế tiếp nhận hơn 500 cán bộ y tế học đường và ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập đã chuyển đổi thực hiện tự chủ tài chính chi thường xuyên. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế theo nghị quyết 18-19, thì cái thời gian này nó cũng chưa được nhiều, gần có một năm thôi. Tuy nhiên cái kết quả ban đầu thì cũng đã thể hiện khá rõ nét ở trên một số cái lĩnh vực. Tổ chức bộ máy của ngành thì đã được tinh gọn, tất cả các đơn vị sắp xếp thì đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao. Cụ thể hóa nghị quyết số 18 và nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, huyện Khoai Châu là địa phương được đánh giá cao trong việc triển khai thực hiện. Điểm nổi bật ở Khoai Châu đó là kết quả trong công tác sắp xếp tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Sau khi sắp nhập, toàn huyện đã giảm được 11 đầu mối đơn vị sự nghiệp trường học, giảm 11 chức vụ lãnh đạo quản lý, giảm 18 tổ, giảm 26 tổ trưởng, tổ phó và 22 tổ chức đảng và đoàn thể so với trước khi thực hiện nghị quyết. Nhìn chung, sau khi sắp xếp lại bộ máy, tổ chức tinh giản biên chế, hoạt động của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Trường Tiểu Tân Dân là được thành lập từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 là do hợp nhất hai trường Tiểu Tân Dân A và Tiểu học Tân Dân B. Và kể từ đó đến nay thì nhà trường đi vào hoạt động rất hiệu quả. Thứ nhất thì tôi phải khẳng định rằng cái bộ máy tổ chức của nhà trường đã được tinh gọn. Đội ngũ giáo viên cốt cán của nhà trường đã được sàng lọc và đã huy động được trí tuệ của tập thể. Nhìn chung, các địa phương cơ quan đơn vị của tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Các cơ quan khối đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đã tiến hành rà soát xây dựng phương án, đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức giảm được 38 đơn vị, hơn 120 phòng ban đầu mối, giảm 125 cán bộ cấp phó. Về công tác thực hiện tinh giản biên chế, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh giảm được 2.201 biên chế, trong đó gồm 163 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 8,86% và 2.038 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỷ lệ 9,12%. Để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả, thì các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp là tiếp tục tuyên truyền quán triệt các cái chủ trương, nghị quyết của Trung ương 6/12 cũng như là các chương trình của tỉnh để tạo cái sự đồng thuận và thống nhất trong cán bộ đảng viên cũng như là cán bộ công chức viên chức và nhân dân hiểu rõ được cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nghị quyết 18-19 gắn với thực hiện nghị quyết 39 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết trên, nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức một cách hiệu quả.